Thưa các bạn, những chỉ trích nhắm vào trọng tài trận Pháp Croatia tại Nga năm 18 có thể chưa là gì so với những trận chung kết đẫm mùi trong quá khứ. Mời bạn cùng Nguyên Dương lật lại trang sử của World Cup với những trận đấu bốc mùi nói trên để chúng ta hiểu thêm về bóng đá. Tất nhiên chúng ta không phải là người fan xét, chúng ta chỉ nhìn lại những cái gì mà báo chí đã đưa tin. Trận chung kết World Cup năm 1998, Pháp 3, Brazil 0. Ít giờ trước trận chung kết World Cup năm 98 tại Stade de France, Ronaldo bỗng nhiên lên cơn co giật và ngất xỉu. Anh được đưa đến gặp bác sĩ Toledo khi vẫn chưa mất hết trận thức. Theo ông Toledo, Ronaldo thậm chí đã sù bàn mép. Ban huấn luyện Brazil ban đầu thông báo loại Ronaldo khỏi đội hình đá chính. Anh chỉ có thể trở lại khoảng một tiếng trước trận đấu. Nhưng thi đấu mờ nhạt, hồi tưởng lại sự cố, Ronaldo không hề nhớ đã bị ngất đi như thế nào. Tôi chỉ muốn lên giường nghỉ một lúc, đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ. Sau đó tôi bị co giật, đồng đội và các bác sĩ và bác sĩ Ronaldo đều không nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra. Sau đó tiền vệ Leonardo giải thích riêng với tôi, nhưng kết quả chẩn đoán không có gì khác thường. Tôi liền đến bên huấn luyện viên Mario Zagallo và đề nghị được vào sân. Cơn co giật của tôi có thể ảnh hưởng đến toàn đội, nhưng nhiệm vụ của tôi là vào sân thi đấu, Ronaldo tiết lộ. Không riêng Ronaldo, toàn đội Brazil đều chơi dưới sức và thảm bại 0-3. Đài Globo thậm chí từng đưa giả thuyết Brazil đã bán chức vô địch cho Pháp để đổi lại khoản viện trợ 23 triệu đô la. Họ cũng muốn lấy lòng tân chủ tịch FIFA khi đó, Sepp Blatter, để được ông này chọn dọn đường cho Brazil lên ngôi tại World Cup năm 2022, cũng như đăng cai World Cup năm 2014. Vụ việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. World Cup 1990, Đức 1, Argentina 0. Khoảng khách đáng chú ý nhất trận đấu tại Roma không phải là quả phạt đền quyết định của Anders phút 85 hay màn ăn mừng của hoàng đế Franz Beckenbauer khi Đức vô địch, mà đó là tình huống tiền đạo Jürgen Klinsmann bị hậu vệ Argentina Monson phạm lỗi ở phút 65 khi tỷ số vẫn là 0-0. Klinsmann ngã xuống sân, dậy nảy người lên không tung rồi ăn ba và lăn ba vòng. Trọng tài Kodesan lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Monson, cầu thủ vào sân từ hiệp 2. Tình hình tệ hơn với Argentina khi ở phút thứ 85, Roberto bị truất quyền thi đấu và vì phạm lỗi với Rudi Lugen trong vòng cấm, còn Bergman không mắc sai lầm nào trên tấm phạt đền, ghi bàn duy nhất trận đấu. 2 phút sau, Argentina chỉ còn 9 người trên sân khi Gustavo nhận thẻ vàng thứ hai. Những quyết định của trọng tài Kodesan bị đưa ra tranh cãi kịch liệt khi trở về quê nhà Mexico. Ông cũng bị bao vây và chịu sự chất vấn của các phóng viên, nhưng Kodesan vẫn tự tin vào các quyết định của ông và đã đưa ra FIFA đánh giá ông đạt 8,5 điểm cho màn thể hiện tại giải. Dù vậy, đó là trận đấu chính thức cuối cùng ông cầm còi. Mời các bạn đăng ký kênh của Nguyên Dương và đón xem tiếp những video tiếp theo về đề tài này. Cảm ơn bạn đã xem, đã ủng hộ Nguyên Dương. Chúc các bạn luôn an lành, hạnh phúc thật và thành công với một mùa World Cup nhiều thắng lợi và sức khỏe. Cảm ơn.